Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anphat PC. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ làm về chủ đề bỏ thêm hơn 30 triệu đồng để nâng cấp cấu hình cũ lên cấu hình mới, và để xem là nó có thực sự là đáng bỏ ra số tiền đấy để nâng cấp hay là không. Cấu hình mang sử dụng hiện tại giờ là in 58600K 16GB và card là 1070 Gaming X, kèm theo đó là chiếc main MSI Z370 Gaming Plus. Mình sẽ thay cấu hình cũ này bằng cấu hình mới là in 59600K và card là RTX 2080 Gaming XGO, và đi cùng với đó là main MSI Z390 Ace. Lý do mình chọn chiếc main này vì nó đáp ứng được mọi nhu cầu của mình, và nhìn sơ qua về vẻ bề ngoài của chiếc main thì nhìn nó khá đẹp, tông màu chủ yếu là tông màu đen và xám, và mình ấn tượng với thông số kỹ thuật của chiếc main với bộ cấp nguồn là 13 pha và bộ 3 khe cắm M2 và USB Type-C. À, điều đặc biệt hơn là nó được bổ sung thêm 4 cổng tai A USB 3.1, nâng cấp tổng số lên là 5 cổng USB 3.1, và trên hết là nó có hỗ trợ Wi-Fi, và chiếc main này có khiên tản nhiệt lá chắn From M2, và đây là một điểm mới của NFI, và điều này khiến nhiệt độ của SSD giảm đi đáng kể. Sơ qua về chiếc card, nó có thiết kế rất ấn tượng. Chiếc card mới này có xung nhịp cơ bản là 1515MHz và có xung nhịp tăng cường là 1860MHz, và nhân CUDA là 2994 giúp cho việc render và trải nghiệm các tựa game mượt mà hơn. Đằng sau là miếng backplate màu xám được thiết kế theo kiểu vết xước trông rất mạnh mẽ và đậm chất game thủ. Về các cổng kết nối, nó trang bị cho mình 3 cổng là cổng DisplayPort 1.4, cổng HDMI và cổng USB Type-C. Hơn nữa, card này còn trang bị cho mình 3 quạt tản nhiệt. Các quạt tản nhiệt đều mang cho mình công nghệ mới nhất của nhà phát triển. Chưa hết, điều mình thích ở chiếc card này là nó còn có đèn LED rất ấn tượng và cùng với logo của con rồng, và mình có thể chỉnh LED theo sở thích. Sau đây thì chúng ta hãy cùng xem là hiệu năng có khác biệt gì hơn so với trước và sau khi nâng cấp. Mình có thử test các phần mềm liên quan đến đồ họa như 3D Max. Với cấu hình cũ thì mình đạt được điểm số là 5992 điểm, còn cấu hình mới mình đạt được 9620 điểm. Đầu tiên mình sẽ chơi game CSGO ở cấu hình cũ trên chiếc màn 27 inch và có độ phân giải là 2K và tần số quét là 144Hz. Khi chơi ở dàn máy cũ thì chiếc card hoạt động hết công suất và tạo ra tiếng ồn rất lớn, nhiệt tỏa ra lên đến 76 độ. Còn với cấu hình mới i5-9600K, dàn máy mình lại chạy cực kỳ ổn định và mượt mà. Khi chạy max setting ở độ phân giải 2K thì nhiệt tỏa ra là 60 độ. Với 3 chiếc quạt thì mình nghĩ 2080 hoạt động trở nên vô cùng tốt. Tiếp theo mình có test PUBG với cấu hình cũ, FPS chỉ đạt được ở mức là 63 và bị drop FPS khá nhiều. Nhưng với cấu hình mới thì mình để max setting là Ultra và mức FPS đạt được là hơn 80. Còn về phần tiêu thụ điện năng, cấu hình cũ chạy ở mức bình thường là 70-80W và chạy max hiệu năng là hơn 200W. Còn với cấu hình mới ở mức bình thường là 100W và khi max hiệu năng là nó lên tới hơn 300W. Vậy, bỏ ra hơn 30 triệu đồng để nâng cấp cấu hình này có là hợp lý không? Các bạn hãy để lại ý kiến của mình bên dưới. Cảm ơn tất cả các bạn.